Thông tin công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên sai sự thật. Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Thêm nhóm phụ nữ ở Thái Bình tập yoga giữa đường bị xử phạt. Chuyên gia lý giải hiện tượng hào quang xuất hiện trên bầu trời miền Bắc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 21 tháng 5, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên có văn bản về việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên, qua nắm bắt dư luận, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có luồng dư luận đồn đoán, dì tai truyền miệng với nội dung các lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật, công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với công an tỉnh Điện Biên làm rõ một số nội dung liên quan. Kết quả xác minh đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra Bộ Công an, công an tỉnh Điện Biên và công an các địa phương chưa thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của bất kỳ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ngành của tỉnh Điện Biên. Văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên nêu công an tỉnh điện biên khẳng định tin đồn trên là sai sự thật không có cơ sở ban tuyên giáo tỉnh ủy điện biên đề nghị các địa phương cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cán bộ đảng viên nâng cao cảnh giác trước âm mưu ý đồ xấu của các thế lực thù địch và các phần tử xấu không chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng các huyện thị thành trực thuộc tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân không tin, không nghe theo những tin đồn thất thiệt, giả mạo, sai sự thật, không có cơ sở, nhằm hạ uy tín và danh dự của các lãnh đạo tỉnh. Các đơn vị chỉ đạo, ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải các thông tin giả, sai sự thật, gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân, đặc biệt là trên các trang web, tài khoản mạng xã hội thuộc phạm vi địa bàn phụ trách. Ngày 21 tháng 5, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định số 434 phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh. Trước đó, ngày mùng 6 tháng 5, tại kỳ họp thứ 23, chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Đặng Văn Minh. Ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đặng Văn Minh về tội nhận hối lộ. Ông Đặng Văn Minh bị bắt trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty liên quan. Đến ngày 9 tháng 4, Ban Bí Thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Đặng Văn Minh. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo về tội giết người và gây dối trật tự công cộng. Trong vụ án hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển sinh năm 2007 và Phạm Văn Tình sinh năm 2008, trú huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bị truy sát dẫn đến tử vong khi đang trên đường đi làm thêm về. Trong 22 bị cáo, 11 người bị truy tố ra trước tòa nhân dân thành phố Hải Phòng để xét xử tội giết người, gồm Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 2006, Đỗ Anh Tú sinh năm 2004, Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2005. Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2006, Đỗ Khánh Hòa, sinh năm 2006, Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 2008, Nguyễn Mạnh Dương, sinh năm 2004, Lê Đình Cương, sinh năm 2002, Vũ Xuân Thắng, sinh năm 2005, cùng ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đỗ Việt Anh, sinh năm 2005, Nguyễn Văn Đức, sinh năm 2005, cùng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Những người còn lại bị truy tố tội gây dối trật tự công cộng gồm Phạm Huy Hoàng sinh năm 2003, Tô Thành Đạt sinh năm 2003, Trương Văn Minh sinh năm 2005, Trương Văn Khánh sinh năm 2002, Nguyễn Văn Khương sinh năm 2006, Trần Anh Quốc sinh năm 2005, Nguyễn Xuân Hoàn sinh năm 2005, Vũ Huy Tuấn sinh năm 2006, Phạm Thế Thuận sinh năm 2006, Nguyễn Triệu Hoàng Nam sinh năm 2006, Phạm Văn Hoàng sinh năm 2002, cùng ở thị xã Kinh Môn. Hiện Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Khi nào bắt được sẽ phục hồi xử lý theo quy định. Căn cứ cáo trạng truy tố, lời khai của các bị cáo và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên bị cáo Vũ Xuân Thắng 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Dương 19 năm tù, Nguyễn Văn Đức 13 năm tù, Lê Đình Cương 19,5 năm tù, Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Việt Anh, mỗi bị cáo nhận mức án 12 năm tù. Nguyễn Tiến Hưng 7 năm tù, Đỗ Anh Tú 16 năm tù, Nguyễn Trung Hiếu 11 năm tù, Nguyễn Quang Vinh 15 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên 9 bị cáo hưởng án treo. Theo cáo trạng, từ khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2023 đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 6 năm 2023, trên các tuyến đường từ khu vực cầu Dinh, thuộc xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng đến khu đô thị Thành Công, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhóm thanh thiếu niên này chuẩn bị các hung khí như kiếm, giáo, đao tự chế và vỏ chai thủy tinh, điều khiển xe mô tô tập trung đánh nhau với các nhóm nam thanh niên khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau đó, Trương Văn Minh, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, Phạm Thế Thuận, Vũ Huy Tuấn, Nguyễn Văn Khương, Trần Anh Quốc, Trương Văn Khánh, Phạm Huy Hoàng đi về trước. Còn lại Lê Đình Cương chở Đỗ Việt Anh cầm một đao, Nguyễn Văn Đức cầm theo túi đựng vỏ chai thủy tinh, chở Vũ Xuân Thắng cầm tuyết sắt. Nguyễn Trung Hiếu chở Đỗ Khánh Hòa cầm tuyết sắt và Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Anh Tú chở Nguyễn Văn Tuyên cầm giáo, Phạm Văn Hoàng chở Tô Thành Đạt tập trung ở chân cầu Dinh. Do nhầm tưởng Phạm Văn Tuyển đi xe mô tô chở Phạm Văn Tình là nhóm đã đánh nhau trước đó nên Việt Anh, Hòa, Tuyên cầm hung khí vụt nhưng không trúng. Cả nhóm đi xe mô tô cầm theo hung khí truy đuổi áp sát phía sau Tuyển Tình đến khu vực đường Liên Xã thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thì xe tuyển đâm vào gốc cây phía bên phải đường. Hai anh em tuyển tình thiệt mạng tại chỗ, xe mô tô biển kiểm soát 15G1-90203 bị hư hỏng hoàn toàn. Tối ngày 21 tháng 5, một lãnh đạo thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình cho biết, Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 150.000 đồng một người đối với nhóm 16 người thuộc câu lạc bộ yoga Ngân Châu, địa chỉ ở huyện Tiền Hải. Nhóm này có hành vi tập trung đông người trái phép, nằm ngồi trên đường để chụp ảnh với hoa bằng lăng, gây cản trở giao thông. Cơ quan chức năng xác định, sáng sớm ngày 11 tháng 5, nhóm 16 người này tập yoga ngay giữa lòng đường tại khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo giao với đường Nguyễn Công Thu, thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Sương. Sau đó, nhóm này còn chụp ảnh quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng. Theo hình ảnh ghi lại, nhóm người này trải thảm để tập yoga, chụp ảnh lấn chiếm gần như toàn bộ lòng đường mà các phương tiện đang lưu thông. Xác định nhóm này đến từ huyện Tiền Hải, Công an thị trấn Kiến Sương phối hợp với các lực lượng của Công an huyện Tiền Hải ra soát nắm bắt thông tin và mời nhóm người này lên trụ sở Công an thị trấn Kiến Sương làm việc, lập biên bản vụ việc. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Sương ra quyết định xử phạt một nhóm tập yoga khác cũng có hành vi nằm ngồi trên đường giao thông rồi chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng. Nhóm này gồm 17 người cùng nhau tạo các thế yoga vào ngày 17 tháng 5 tại khu ngã ba đường Trần Hưng Đạo, giao đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Sương. Sau khi vào cuộc làm rõ, chiều ngày 18 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Sương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm ngồi trên đường bộ, gây cản trở giao thông, mức phạt 150.000 đồng một người. Đối với 3 trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên, chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở. Trưa ngày 21 tháng 5, tại Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, xuất hiện vầng sáng quanh mặt trời. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người tranh thủ check-in cùng hiện tượng lạ. Chị Bảo Chi ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, chị đang bán hàng thì thấy mọi người chạy ra bên ngoài và cùng ngước lên bầu trời chụp ảnh. Nhìn lên, chị thấy một quần sáng lớn nhiều màu sắc bao quanh mặt trời, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Chị Chi cho biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng kỳ ảo như vậy. Rất may tôi chứng kiến được khoảnh khắc này và lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp. Đại diện Đài khí tượng Thủy Văn, thành phố Hải Phòng cho biết đây là hiện tượng cuồng mặt trời. Hiện tượng quang học này xuất hiện rõ nhất lúc 11 giờ. Chuyên gia nói, cuồng mặt trời là những vòng ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Hiện tượng này thường xuất hiện khi có một lớp mây ti mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra cuồng mặt trời. Người dân tại một số khu vực ở Đồng Nai cũng được chiêm ngưỡng hiện tượng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Trước đó chiều ngày 12 tháng 5, đám mây hình cầu vồng nhiều màu xuất hiện trên bầu trời phía tây thành phố Hồ Chí Minh. Đám mây duy trì trong vòng 1 giờ sau đó tan biến khi mặt trời lặn. Chuyên gia khí tượng cho biết đó là hiện tượng mây ngũ sắc, trong khí tượng xếp vào loại hào quang. Hiện tượng này xảy ra lúc có sự nhiễu xạ khiến các hạt mây hoặc những tinh thể băng kích thước nhỏ cấu trúc riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Các tinh thể băng lớn hơn không tạo ra ngũ sắc nhưng có thể gây ra hào quang. Bà Trần Thị Trúc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 5 đến 15%, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 20 đến 40%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo từ nay đến hết tháng 5, nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc. Sang tháng 6 năm 2024, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Tại phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khô hạn, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp diễn. Khô hạn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần. Mưa rông mạnh kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra tập trung ở khu vực Bắc Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới tập trung vào tháng 6 năm 2024. Chuyên gia cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa rông mạnh kèm theo lốc, xét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Với khả năng ít mưa và nắng nóng còn xuất hiện nhiều tại khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ, dẫn đến tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao tại các khu vực trên. Theo thông tin ban đầu, Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 tháng 5 đến dạng sáng 21 tháng 5, đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, với lực chảy mạnh, bùn cát dày trên mặt đường, cát tràn xuống làm lún một phần xe ô tô 52 chỗ, gần như lấp hoàn toàn một xe ô tô 16 chỗ, gần 10 xe máy bị cát vùi lấp không thể di chuyển được. Chiều dài đoạn đường bị cát tràn khoảng 350m, với chiều cao đoạn bị ngập nặng nhất gần 1,3m cát tràn xuống chảy vào gây ngập lún nhà hàng Đại Dương Xanh tại khu vực này. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Cùng thời điểm trên, cát tràn xuống đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết với lực chảy mạnh. Bùn, cát rơi trên mặt đường làm lún 3 xe ô tô và một số xe máy không chạy kịp. Tại hiện trường, bùn cát và nước mưa kéo dài một đoạn khoảng 1 km khiến các xe máy phải chạy lên lề để qua vị trí này. Cát đỏ còn vùi lấp một nhà dân gần đồi và 10 xe máy đang để ở bãi xe gần đó. Một số người dân khi thấy cát tràn đã chạy ra khỏi nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, đã có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng cùng máy móc, thiết bị khẩn trương dọn dẹp lượng mùn cát tràn ra đường. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng hiện bị phong tỏa, các phương tiện tạm thời lưu thông theo hướng khác để đảm bảo an toàn.